Kính thưa quý đồng nghiệp, và em xin phép được trình bày bài tối ưu chế độ liều cetazidim cho bệnh nhân mắc đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thông qua mô phỏng dược động học dược lực học ạ. Để lựa chọn liều thuốc cho từng cá thể bệnh nhân, chọn đúng thuốc, chọn đúng liều và đúng thời gian dùng thuốc thì phải dựa vào các yếu tố uh, dược lực học, dược động học, uh, vi sinh và dữ liệu lâm sàng của bệnh nhân, nhưng mà để mà xác định được liều cho một đối tượng quần thể bệnh nhân thì phải mô uh, xây dựng mô hình và phải mô phỏng dược động học của quần thể đối với cả bệnh nhân uh, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại trung tâm hô hấp thì theo cái kết quả phân lập được ở uh, uh, kết quả phân lập được trong mẫu bệnh phẩm của uh, 750 mẫu bệnh phẩm ở năm trong năm 2018 thì uh, đa số vi khuẩn phân lập được đều là uh, đều là vi khuẩn gram âm và trong đó trừ khuẩn mù xanh thì chiếm đa số về mẫu này thì vẫn còn tương đối không đồng nhất đối với cả châu Âu và Mỹ nhưng mà so với cả các cái kết quả nghiên cứu của châu Á như là Đài Loan hoặc Trung Quốc thì là cũng đồng nhất là kết quả là phân lập được là trực khuẩn mù xanh chiếm đa số tại vì thế thì xác định điểm nhạy cảm của trực khuẩn mù xanh thì theo E.coli với cả theo CLSI là của Mỹ thì điểm nhạy đều được tính chung đều là 8 nhưng mà tuy nhiên thì, CLSI thì có một khoảng thì đối với cả CLSI thì có một khoảng được tính là khoảng trung gian là từ 8 đến 16. Vậy thì trong cái khoảng 8 đến 16 này thì liệu chúng ta có thể sử dụng kháng sinh mà có thể bao phủ được cái vùng này hay không thì chúng em cũng sẽ xin trả lời kết quả trong cái phần tiếp theo ạ. À, và độ nhạy cảm của vị trực quẩn mù xanh ở trong trung tâm mô hấp hiện nay uh, trong năm 2018 thì chỉ còn 60%. Thì để mà đạt được hiệu quả điều trị và giảm, duy trì được cái mức độ kháng như thế này thì cái điều tất yếu là phải tối ưu việc sử dụng kháng sinh. Và đối với cả Cetazidime thì là một kháng sinh uh, beta-lactam nên cái thông số dược động học được tính sẽ là tính là... Uh, st Ft trên mic và Ft trên mic của xét để đạt được cái hiệu quả lâm sàng thì phải đạt được tối thiểu là 60 phần trăm Ft trên mic ạ từ đó thì chúng em tiến hành là định lượng nồng độ thuốc trong máu à, từ đó chúng em tiến hành định lượng định lượng nồng độ thuốc trong máu với hai thời điểm lấy mẫu. Thời điểm thứ nhất là 0,5 giờ sau khi truyền mẫu thứ ba hoặc mẫu mũi thứ ba hoặc mũi thứ tư cetazidim và thời điểm thứ hai là trước 2 giờ với khoảng thời gian đưa liều là 6 giờ và trước 1 giờ với khoảng thời gian đưa liều là 8 giờ ạ thì đặc điểm của nhóm mà được định lượng nồng độ thuốc trong máu là chủ yếu sử dụng chế độ liều là 1 gam mỗi 8 giờ pha với cả 100 ml dung dịch muối đẳng trương và truyền trong thời gian là sấp xỉ 1 giờ. Từ các kết quả định lượng này thì chúng em tiến hành chuẩn hóa dữ liệu và thẩm định mô hình thì mô hình xây dựng thì cho thấy là biểu đồ tương quan giữa nồng độ quan sát thực tế với nồng độ dự đoán bởi thông số quần thể và thông số cá thể thì cho thấy mô hình xây dựng được có thể mô phỏng được chính xác liều uh, dựa nồng độ thuốc trong máu dựa trên các thông số dược động học và dược động học dược động học quần thể và dược động học cá thể đưa vào uh, sau khi đã xây dựng được mô hình thì chúng em tiến hành mô phỏng khả năng đạt được đích BKBD uh, với mục tiêu là 60% FT trên mic và 100% FT trên mic đối với một số mic giả định theo các chế độ liều khác nhau và thời gian truyền khác nhau thì kết quả mô phỏng với các chế độ liều khác nhau trên nhóm bệnh nhân có chức năng thận bình thường thì cho thấy ạ đối với cả những cái chế độ liều thấp thì không thể nào mà đạt được khả năng là 60% FT trên mic với uh, mic của vi khuẩn là bằng 8, chỉ có hai chế độ liều là 2 gam mỗi 8 giờ và 3 gam mỗi 8 giờ là phủ độc vi khuẩn có MIC bằng 8. Nhưng nếu mà tính đến mức là 100% FT trên mic thì tất cả các cái chế độ liều này kể cả chế độ liều 3 gam mỗi 8 giờ cũng không thể phủ được MIC của vi khuẩn là đằng bằng 8 và thậm chí chế độ liều thấp là 1 gam mỗi 12 giờ và 1 gam mỗi 8 giờ là không thể phủ được uh, uh, vi khuẩn mặc dù ở bất kỳ MIC nào ạ. Thì nếu mà tính theo từng mức lọc cầu thận thì sao ạ? Nếu mà tính theo mức lọc cầu thận ở trong khoảng 30 đến 50 ml phút thì chỉ có một chế độ liều duy nhất khuyến cáo đối với cả mức lọc khoảng mức lọc này là 1 g mỗi 12 giờ. Thì nếu mà với chế độ truyền như hiện tại là truyền 0,5 đến 1 giờ thì chỉ đạt được 60% FT trên mic với MIC của vi khuẩn là 2 ạ. Và với mức với nếu mà tính là 100% FT trên mic thì chỉ đạt được nếu mà MIC của vi khuẩn là 0,5. Nhưng nếu mà truyền liên tục ạ, nếu truyền liên tục thì sẽ đạt được phủ độc nếu mà MIC của vi khuẩn là 8 với cả mức là 60% FT trên mic và 100% FT trên mic ạ. Với chế độ liều hiện dùng với với chế độ liều hiện dùng hiện nay là 1 gam mỗi 8 giờ thì như thế nào ạ? Nếu thì đối với cả mức lọc cầu thận 50 đến 90 ml phút thì khả năng đạt được 60% FT trên mic với mức truyền như hiện nay 0,5 đến 1 giờ thì chỉ phủ được vi khuẩn có MIC bằng 4 và với mức lọc cầu thận là 90 đến 130 ml phút thì chỉ phủ được vi khuẩn có MIC bằng 2 ạ. Nhưng nếu mà truyền truyền trên 3 giờ thì có thể phủ được vi khuẩn có MIC bằng 8 và nhưng đối với cả mức lọc cầu thận là 90 trên 100 90 đến 130 thì chỉ có truyền liên tục là phủ được MIC của vi khuẩn bằng 8 ạ. Nếu như mà tăng liều nhưng mà giãn khoảng, khoảng, cách đưa liều đấy là 2 gam mỗi 8 giờ thì sao ạ? Nếu 2 gam mỗi 8 giờ thì với chế độ truyền trong 0,5 giờ và 1 giờ thì lại chỉ phủ được vi khuẩn có MIC bằng 2 để đạt được mức là 60% FT trên mic tức là sẽ còn thấp hơn so với cả chế độ liều là 1 gam mỗi 10 mỗi 8 giờ và đối với cả mức lọc cầu thận là 90 trên 130 ml phút thì cũng chỉ phủ được MIC của vi khuẩn là dưới 1 nếu như mà tăng liều tăng liều và giảm khoảng cách đưa thuốc và chế độ 2 gam mỗi 8 giờ hiện nay là chế độ liều tối đa được phê duyệt tại Việt Nam thì với chế độ liều này thì dù truyền ở chế độ nào cũng có thể đạt được 60% FT trên mic với MIC của vi khuẩn là 8. Nhưng mà nếu đối với cả mức lọc cầu thận 50 đến 90 ml phút, nhưng nếu đối với cả mức lọc cầu thận 90 đến 130 ml phút thì chỉ có hai ba chế độ liều là tự... Ba chế độ truyền là truyền từ 3 giờ, truyền 4 giờ và truyền liên tục mới đạt được 60% FT trên MIC của vi khuẩn có MIC là 8. Và nếu truyền liên tục thì có thể kéo dài được, được phủ động vi khuẩn có MIC bằng 16. Đây là mức trung gian của vi khuẩn kết quả vi sinh trả theo tiêu chuẩn của CLSI ạ. Còn đối với cả những bệnh nhân nặng thì khả năng đạt được thông số dược động học tối thiểu là phải đạt được 100% FT trên MIC. Thì với chế độ liều hay dùng ạ? À, với chế độ liều hay dùng là 1 gram mỗi 8 giờ thì với với mức lọc cầu thận của bệnh nhân là 50 đến 90 ml phút với chế độ truyền ngắt ngắt quãng như hiện nay thì chỉ phủ được uh, vi khuẩn có MIC bằng 1 nhưng nếu mà truyền liên tục thì sẽ phủ được MIC bằng 8 và đối với cả bệnh nhân có mức lọc cầu thận là 90 đến 130 ml phút thì cái mức mà phủ được vi khuẩn có MIC rất là thấp ạ dưới 0,5 ạ và nếu mà truyền liên tục thì cũng có thể phủ được vi khuẩn có MIC bằng 8 và tương tự nếu mà là tăng liều lên 2 gram và giãn khoảng cách đưa liều là mỗi 12 giờ thì để đạt được khả năng 100% FT trên mic đối với cả mức lọc cầu thận là 50 đến 90 ml thì cái em mức mic của vi khuẩn rất là thấp ạ, chỉ đạt được 0,25. Nếu như là truyền ngắt quãng từ 0,5 đến 1 giờ nhưng mà tất cả và các cái chế độ truyền à, 3 giờ hoặc 4 giờ thì không phủ được vi khuẩn có MIC bằng 8 mà chỉ duy nhất có một chế độ truyền liên tục là có thể phủ được vi khuẩn có MIC bằng 8 nhưng nếu mà chuyển sang mức độ Mức lọc cầu thận là 90 đến 130 phút mà để đạt được 100% FT trên mic thì với chế độ truyền 0,5 đến 1 giờ thì rất là khó đạt được và chỉ có duy nhất chế độ truyền liên tục là có thể đạt được MIC, phủ độ MIC của vi khuẩn là bằng 8. và chế, theo chế độ liều cao nhất hiện nay à, thì nếu như sử dụng và chế độ truyền hiện nay thì có thể đạt được 100% FT trên mic à, với mic của vi khuẩn bằng 2 ở mức lọc cầu thận là 50 đến 90 mv phút và đạt được với vi khuẩn có MIC bằng 1 với mức lọc cầu thận là 90 đến 130 ml/phút và chế độ truyền liên tục thì có thể bao phủ được đến MIC của vi khuẩn đến bằng 16 đối với cả cả hai mức lọc cầu thận là 50 trên 90 và 130 90 đến 130 ml/phút. Và Chế độ liều cuối cùng mà em đưa ra và chế độ liều cao nhất hiện nay là 3 gram mỗi 8 giờ và chế độ 3 gram mỗi 8 giờ này chưa được phê duyệt tại Việt Nam và chỉ được phê duyệt tại châu Âu. Thì chế độ này chỉ khuyến cáo cho dùng truyền liên tục mà không truyền cho truyền ngắt quãng. Và nếu như truyền liên tục thì sẽ phải đưa vào một liều nạp và với việc truyền liên tục này thì có thể uh, phủ được đạt được 100% FT trên MIC với MIC của vi khuẩn đến 32 ở bệnh nhân có mức lọc cầu thận 50 đến 90 ml/phút uh, và đối với cả bệnh nhân có mức lọc cầu thận từ 90 đến 130 ml/phút thì chỉ phủ được đối cả vi khuẩn chỉ có MIC bằng khoảng tầm 20 ạ, không không thể đạt được đến 30 nhưng mức lọc cầu thận từ 50 đến 90 ml/phút. Uh, và cũng hiện nay cũng đã có một nghiên cứu một số nghiên cứu đưa ra thì là cái việc mà truyền cetazidim liên tục sử dụng liều cao thì có thể đạt được hiệu quả điều trị tốt hơn ở trên trong bệnh nhân viêm phổi và từ đó thì chúng em cũng xin được đề xuất một cái chế độ liều, thứ nhất là sử dụng chế độ liều phải dựa theo mức lọc cầu thận và phải dựa theo MIC của vi khuẩn và đối với cả để khả đạt khả năng tối thiểu là 60% FD trên MIC để tính đến có hiệu quả lâm sàng thì chúng em sẽ chia ra là ba 3 mức độ theo MIC là 4, 8 và 16 với 3 mức lọc cầu thận khác nhau. Thì đối với cả chế độ liều thấp là 1 gam mỗi 12 giờ thì phải truyền kéo dài thì sẽ chỉ chỉ sử dụng mức lọc cầu thận này với cả bệnh nhân có mức lọc chỉ sử dụng mức liều này với cả bệnh nhân có mức lọc cầu thận là 30 đến 50 ml phút còn chế độ liều 1 đến 2 gam mỗi 8 giờ với tất cả các chế độ truyền thì có thể áp dụng với cả vi khuẩn của MIC dưới 4 cho mức lọc cầu thận 50 đến 90 ml phút còn tất cả các chế độ truyền còn lại là truyền kéo dài từ 3 đến 4 tiếng và truyền liên tục. Và đối với cả bệnh nhân nặng uh, đối với bệnh nhân nặng mà cần phải đạt tối thiểu là 100% FT trên mic thì tất cả các chế độ liều là đều là phải chế độ liều cao và phải truyền liên tục. Còn đối với cả truyền ngắt quãng hay là truyền 3 hay 4 giờ thì đều không đạt được cái mic MIC của vi khuẩn với cả là 8. Và em cũng xin lưu ý là đối với cả các cái chế độ liều này chỉ áp dụng cho quần thể bệnh nhân là đợt cấp bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính ạ. À, em xin hết ạ, à, em xin cảm ơn ạ. À.